cho bạc cho vàng, không bằng em bơ được chàng rapper. Lỡ kể anh xem như chẳng còn lối thoát, bao con tim si mê như bị đánh cắp. Muốn nói thầm với em là I know that, do em đang show ra qua từng ngày mà anh chẳng cố ý đâu. Baby anh chẳng cố ý đâu. Đừng mong chắc là đến sớm rồi. Sớm rồi. Đã được bước đôi bao đời ông bướm rồi. Bướm rồi. Là người đàn ông nói không với thính fake. Kiệm lời gà lăng đã ăn vào tính cách. Tủ tìm ngồi nghe mấy em này feedback. Anh ấy trông thật phong cách. Quần tây áo sơ mi phanh cúc. Đi cùng cả Limitless là anh chàng thuộc hàng Limited. Thật ngu nàng là mẹ tích cực người trơn mịn. Thay vì chi chít mực là con nhà lính mà tính bằng đô vì ba mẹ nuôi khá nhiều. Mà tiếng là kiêu mà với người yêu thì được cái là anh khá chiều. Biết là anh còn coi mấy em lại quay và quay và friend của em nói trông anh bét từng giây và giây và song hành với big team để đưa rap name bọn anh cùng vang lừng. Anh thợ săn nó sai làm cho đám nai phải băng rừng săn lùng. Chẳng phải khoe nhưng anh có tí năng khiếu với thơ ca. Đừng thắc mắc việc trong stu sao mặt anh cứ đưa ra. Dù là anh muốn tập trung theo đuổi những ước mơ xa, nhưng cứ để lại profile đi để anh check sơ qua. Lỡ kể anh xem như chẳng còn lối thoát, bao con tim si mê như bị đánh cắp. Muốn nói thầm với em là I know that, do em đang show ra qua từng ngày mà. Baby anh chẳng cố ý đâu. Ý đâu. Baby anh chẳng cố ý đâu. Ý đâu. Điều này mong chắc là đến sớm rồi. Sớm rồi. Đã được bước đôi bao đời ông bướm rồi. Bướm rồi. No. Baby em xinh và trông còn thân thà. Mi cong bồ câu vì em là châu Á. Em thích vờn anh bằng mấy lời đơn đà. Và nếu giờ đẹp trai thì anh không cố ý đâu mà. Yeah. Họ nghĩ em là pretty bad nhưng anh biết rõ là em kêu. Gọi em là Mary Jane vì em còn hút và em chill. Và tám tờ anh ở trên truyền hình và bảo bạn trai ngồi xem view. Và chắc chắn anh về tim anh big vì anh là người mà em yêu. Đẹp trai chỉ lớn anh luôn làm thêm đơn ca. Không quên nói yêu em trong bài nhạc để một ca từ thêm trăng hoa. Và Chanel là mùi hương lạ khi mà em băng qua. Nhớ phải chuẩn bị thêm chân ga, order một đêm thăng hoa. Cảm thấy như là B-Ray vì họ biết anh ở trong thành phố. Nếu họ xếp vàng yêu em thì anh xin phép anh đầu hàng. Yeah, anh là mẫu bạn trai mà thích biến tất cả không thành cớ. Không bao giờ bằng béo vì trên cổ anh luôn luôn làm bê. Lớn kết anh xem như chẳng còn lối thoát, bao con tim si mê như bị đánh cắp. Muốn nói thầm với em là I know that, do em đang show ra qua những lời mà. Baby anh chẳng cố ý đâu. Ý đâu. Baby anh chẳng cố ý đâu. Ý đâu. Đừng mong chắc là đến sớm rồi. Sớm rồi. Giờ này muốn tới bao đời ông bướm rồi. Bướm rồi. Treo máu cho thiếp gặp chàng, hai ta hợp lại có khi lại thành một đôi. Nhớ ai bồi hồi như đứng đống lửa mà như ngồi nhớ ai. Hôm qua ra trước truyền hình, bỏ quên chiếc thính ở trong lòng ba em. Nếu được thì cho anh xin, hay là em hãy để làm tin ở trong nhà. Nếu chị định chọn Hurricane ấy, em khuyên chị hãy nhanh đổi cửa. Vì em indicate tim gái đẹp là em đem đi ngay. Với tốc độ như ở trên freeway, anh Thái VG bảo mình very hợp nhau. Vậy thì nó sao? Bật lộ công tắc gật đầu. Và em
nói thật đấy chứ không dám điêu xu, rất là quá đáng. Ê, quá đáng yêu từ trong ra ngoài rồi từ trên xuống dưới, từ tâm hồn cho đến dáng điêu. SU33 của em lên trên bầu trời, đưa chị đi khắp nơi là mình quên sầu đời. Nói là làm ngay không cần thêm nhiều lời, cuộc đốt cháy sân khấu hai chị em ngầu lời. Chị không tin em nhờ, sắc đẹp chị làm cả trường quen này lặng thinh, gọi su là December. Bởi vì ai cũng thấy là chị có Giáng sinh, còn riêng em muốn hỏi thăm đến su có mỏi chân không, vì có luẩn quẩn bên trong tâm trí. Em chỉ muốn nói su ơi hãy chọn em đi, bởi vì em là một người đàn ông tâm lý. Trái tim này dành cho anh. Ini mini mini mo, indicate get low on the mic, let's go. Nhìn bờ vai này mà ném hết tất vào mà cực thêm đen. Mascara không bao giờ lên, cause I never lose again. Yeah, vậy thì chị chọn anh. Anh cũng đẹp trai, anh cũng như là idol. Vậy thì chọn ai, ai. Cười hơi như là chọn luôn ngay bây giờ. Hay là sao không chọn hai luôn nha. Yeah. Hay là hai luôn nha. Okay. Yên tâm mà bet on us. Yeah. Gonna win when you bet on us. Hey. Chỉ có thể cho một quốc gia được cuối tuần hai ta. Đã bao lâu là phải đi. Okay. Bồ Đào Nha tại mới đi. Gì mới đi, em nói là hai ta cùng đi mà. Bồ Đào Nha thì cũng cool, Ronaldo coi vậy mà có gu. Từ Real em u sẽ tới Juventus. Mấy năm trời vẫn cứ su. Đã fit với Hồ Ngọc Hà mà còn rap với Cavanda. Su bay đã quá cao trên trời rồi, giờ em còn phải rap với Indica. Su mà cho bước vô vòng 3, em sẽ là lớn lên là we. Nhưng mà nếu có Su Canada ít ra cũng được Su dắt tay về nhà. Okay. Trên cao mây sao trăng thanh, đêm nay trôi qua năm căn. Không chẳng mắc nổi chỉ vì có một câu hỏi làm cho tim này càng đập càng tăng nhanh. Khen thì họ phạm, khen thì họ phạm, làm sao bắt quan để có được họ hàng. Nên cũng đang phải tìm phương thuốc cho ra cách đọc khá như trang sách, nhưng mà chị ghi nhớ được mỗi một trang anh. Hàng lâm trang anh. Em nghĩ là chị vẫn chưa quyết định được đúng không? Nhưng mà nếu chưa thì everybody are you ready? Kang. Yeah. Anh với rap có một tình yêu nên là ngay từ bé nó có một điều ước. Vợ tương lai ở nhà để cắm cơm, còn rap với anh là bát phở nhiều nước. Rap cũng chỉ là món ăn tinh thần mà anh có thể ăn được cả đời thay cơm. Ngoại tình với rap mà là để vợ phát hiện, nó chỉ là nút thắt xúc cường cay hơn. Viết nhạc là trang nhật ký đi ghim giữ lại những mảnh tình vương. Tình ca giúp anh bật mí để anh thổ lộ với cả người mình thương. Anh muốn kể vai sát cánh cùng người anh em tên là Nguyễn Đình Dương, để khi bước lên sân khấu phải gọi là mượt mà như là lúc nhìn gương. Nếu em muốn anh bỏ thì bảo anh biết xe áo mà ú đi. Hãy để anh được rap để não anh tăng diện tích và chu vi. Nghĩ đến bắt cả đầu mà từ điển của anh không có từ bỏ. Anh yêu rap từ nhỏ vì thứ anh tạo ra là để cho đi. Bỏ vào mồm. Đáng nhận rap không bỏ được đâu, chỉ bỏ vào mồm. Ok, bỏ vào đâu? Bỏ vào mồm. Yeah, là chê anh bỏ ngoài tai, lên nhà anh bỏ vào hồn. Em bảo anh bỏ, 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 bỏ. Khác gì một cái hồn. Nhỏ, 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 nhỏ. Hay là nhỏ cái mồm. Bỏ, 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 bỏ. Khác gì một cái hồn. Nhỏ, 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 nhỏ. Hay là nhỏ cái mồm. Bạn anh bảo người này khó, cực nhăn nhó sao không bỏ. Điểm thức nhiều mặt tay xanh, anh ngồi làm tiếp đến khi mắt đỏ. Anh bảo nó anh không bỏ được, thì từ bé ước mong cái ngày chạm vào tim người khác thay vì chắp tay vào mấy trăm công. Dù ít nhưng cũng được khoe với mẹ là thằng có năng kiếm ra tiền, mang cái hương vị giới trẻ âm thanh mới mẻ vang tiếng ba miền. Mong mẹ yên tâm ngàn lần, còn toàn chơi với dân đàng hoàng, sáng tạo những trang toàn vân, còn tối lại mơ giấy chân toàn vàng. Anh bỏ rap là nhìn nướng mơ mà bỏ cái thồn. Anh bỏ rap như chú trong xe mà bỏ cái đồn. Anh bỏ rap là như Hà Nội này mà bỏ cái nồm. Nói chung em bảo anh bỏ rap á, bỏ là bỏ cái hồn. Họ thấy anh như vinh khuất canh cháy hết mình ở trong quá lâu. Họ nói anh kia vì đã phải lắc đầu trả lời là không quá đâu. Anh có bỏ thì chỉ bỏ cái giá phải trả để cho thành công đến mau. Vì rap thì anh không còn đếm được những thứ anh phải bỏ lại phía sau. Vì rap anh bỏ con quay lại với thẹo cầm đồ để mà chỉ ở cho anh lại con bi. Anh bỏ Hà Nội để vào Sài Gòn lại cùng phá làm mấy con hit. Anh bỏ học phí là đóng cho sếp anh bởi vì anh đã từng thân thiết. Anh bỏ sân si sân lô kỳ chúng nó nghĩ anh là một cầm điếc. Anh bỏ cơm bữa
và còn hơn nữa, để flow nghe ngọt mượt như bơ sữa. Anh bỏ giấc ngủ để những ấp ủ ở trong tương lai sẽ không chỉ còn là mơ nữa, nên là bỏ vào đâu, bỏ vào mồm. Đáng nhận rap không bỏ được đâu, chỉ bỏ vào mồm. Ok, bỏ vào đâu, bỏ vào mồm. Yeah, lại chê em bỏ ngoài tai, lại nhạc anh bỏ vào hồn. Em bảo anh bỏ, khác gì bỏ cái hồn. Nhò, hay để nhọc cái mồm. Bỏ, khác gì bỏ cái hồn. Nhò, hay để chê. Tết ơi, ơi. Tết cuối cùng là như nào? Chắc anh em nốt hôm nay rồi bỏ nhờ. Nhưng mà bỏ vào đâu? Bỏ vào đâu á? Bỏ vào mồm. Cuộc sống sẽ không thể thay đổi nhiều sau một đêm được công chiếu. Vài ngàn bình luận cho đến khi đã thoát ra thì mới giật mình nhận ra là mình đã đọc không thiếu. Người thì nói là không hiểu, người thì nói là trong tếu, người thì nói là rap chán, nghe như đang đọc văn điếu. Nghe cũng bình thường mà, vậy mà đó là năng khiếu. Dựa hơi người khác làm nên ca sĩ rap hay đang giảng đạo lý vậy? Im lặng ông là quên đi. 16 mét vuông một điện thoại cùng một TV, ngắt wifi và liên tục overthinking. Ngày mình sẽ thất bại nên phải đọc thêm một con mình nữa, nghe cho nó đi. Năng lực như vậy mà đòi zombie. Không biết Big Daddy lúc đó đang nghĩ gì, không biết Andre lúc đó đang nghĩ gì. Vì không biết mi quay lúc đó đang nghĩ gì. Chính người thì mười ý, cũng không biết phải lắng nghe ai và cũng không biết phải đáp trả ai. Bài này coi như là một công đôi việc vậy. Hả? Đứng trên đây cũng để chứng minh cho chính mình thôi. Còn chưa bước lên stage họ đã hét tên anh ra mà có. Giờ nói thêm chi cũng chẳng khiến cho anh paranoid. Chẳng nhiều thời gian nên phải chạy nhanh và thân thân đã làm đủ. We sẽ get higher, make on the way going up. Bao ngày ôm mơ sẽ bay cao. Tên đặt ngang với những ngôi sao. Bây giờ không còn là chim bao rồi. Kinh tế mà giờ mang rap đi thì gia đình không ngờ thằng con sắp thành celebrity. Giờ cũng đã biết phải nổi tiếng để làm chi, một là cho mẹ thôi nghĩ, hai là kiếm VND. Không cần đưa GMND vì đã có trên wiki hay là Google, anh làm được hai việc như CV. Kết nối với thế giới ngoài kia bằng giọng nói và khiến tất cả phải hát theo như karaoke. Thành công hay không, better play my circle. Tay làm hàm nhái biết tương lai không phải mơ hồ. Có là thất bại 30 giây xem quảng cáo là chơi lại như trong game. Tên này xây lên những cơ đồ. Cũng không thể biết đó là mình sẽ làm được, nhưng vẫn phải tiếp tục miệt mài và hăng say. Cho đến hôm nay cũng đã nếm được vị của medium rare, của mẹ cùng bằng tay. Qua cái thời mà xin fit, rap name có thể không một ai biết. Ngôi sao gì đó phải im hết khi chỉ mới nghe thấy một verse để tâm huyết. Lời viết là ngắt thường trong lòng, nên không cần máy lạnh bật trong phòng. Đơn giản chỉ là để tiết kiệm điện, lý do chính mới là để mất kiên hết. Có chỉ bước lên stage, họ đã hát tên anh ra mà coi. Giờ nói thêm chi cũng chẳng khiến cho anh paranoid. Chẳng nhiều thời gian nên phải chạy nhanh vào phần thân đã làm đủ. We sẽ get higher, make on the way going up. Bao ngày ôm mơ sẽ bay cao. Tên đặt ngang với những ngôi sao. Bây giờ không còn là chim bao rồi. Hiểu thứ hai. Khi nghe bước vào cùng lời chào với cuộc chơi, anh nghe hơi thở dài phải dòng đầu đi khỏi nơi này. Kim cương bay bang đặt trên bàn cũng đã hơi đầy. Dâu hurricane cả vương miệng mày đánh đơn này, vì tao đã biết mày sẽ là ai từ xưa chưa căn cước. Ai có cho bác những ngày mưa 3 năm trước và tiền thể muốn biết là thí sinh của những mùa sau sẽ nhìn anh như thế nào. Tôi quay cái thang 30 thứ một con đường việc quyết không cơ. Vì đồng hồ anh không dừng lại như là công tơ. Cả nhà hỏi tại sao mày rap cho lúc mày đang ngủ, để thức dậy coi được sống như trong mơ. Không mất thời gian đâu. Viết hết vào nhạc giống như cách mà anh than sầu. Đưa anh ra đi thì anh đứng ở trên trang đầu. Bởi vì ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, những câu chuyện nào sau nói và cái giá cũng sẽ sang dầu. Chỉ sau lần đầu khi lên sóng, việc kinh doanh của mẹ anh khác ngay. Mà đó thì chỉ là mới rap. Tại sao mọi người còn chưa biết anh hát hay? Cứ việc gọi là rap mà đẹp trai, khi chăm nghe thì không bằng mắt thấy. Đẹp trai đúng, nổi tiếng đúng, nhưng mà tụi anh rap hay. Còn chưa bước lên stage, họ đã hét tên anh ra mà coi. Giờ nói theo chi cũng chẳng khiến cho anh paranoid. Chẳng nhiều thời gian nên phải chạy nhanh vào phần thân đã làm đủ. We sẽ get higher, make on the way going up. Bao ngày
ôm mơ sẽ bay cao. Tay đặt ngang với những ngôi sao. Bây giờ không còn là chim bao rồi. Một công đôi việc. Harry Kane và Hiếu thứ hai thưa quý vị. Đừng như bố mẹ, không có tiền để người ta khinh. Khoảnh khắc anh nghe được câu ấy, bé Dương biến mất vào tháng Tết được khai sinh. Từng lời mẹ nói, anh mới thấy mẹ bị khinh thường, tim anh nhói lại như kim đâm. Nếu đời là biển thì giây phút đó là tảng đá đầu tiên ghi đôi chân. Đã từng có lúc mà nó kéo anh chìm xuống, như bóng ma ám anh cả ngày hay đêm. Cho đến ngày anh cố vươn tới thứ mình muốn mới nhận ra thời khắc đó là cặp cánh để bay lên. Tất cả khoảnh khắc đau đớn trong đời vương đầy, chỉ đường dẫn lối từng lời như thầy. Gửi lời cảm ơn những moment trong bóng tối làm nhiên liệu cho anh chói sáng rạng ngời như này. Chris Ngô NTEZ. Và tôi viết bài hát này dành tặng cho tất cả những ai đã từng muốn xin thôi. Chỉ muốn thả mình giữa dòng đời, đắm chìm và lặng im trôi. Nhưng mà tin tôi, chỉ cần có tình yêu ở trong tim thôi, không có gì là khó, vì khó sẽ ló cái enjoy. Tương lai giống như tôi từng ngày, thực tại vượt qua những bức tường dày. Người yêu mới vừa thành người yêu cũ, ký ức xưa muốn níu giữ, đôi chân anh như bùn lầy. Dòng tiền thì chưa cuốn anh đi, dòng đời dường như muốn anh suy. Ok ok, anh vẫn cười tươi vỗ ngực đời ơi. Khi nghĩ về gia đình đang đợi anh lên sóng TV, chưa nào còn được rock bùng nổ. Chiến đi giấc mơ anh không ngại gì cực khổ. Vững vàng tâm trí không bị đổ nghiêng, vì anh luôn tin tổ tiên ở phía trên đang phù hộ. Phương châm là tiền vẫn phải lấy, gót giày trong vũ lệ vẫn phải tiến. Sao ta phải chạy trốn, còn đến đâu mà ta cảm thấy khi mà trên lưng vất vả ấy hóa thành đôi cánh đưa ta. Vươn lên cao như cánh chim trời, dù phía trước đang chờ ta là bao khó khăn gần xa sẽ nhanh qua thôi mà. Theo chân ta nơi cuối con đường, còn ai sẽ bên cạnh đây? Liệu ai sẽ buông bàn tay quên đi bao tháng ngày? Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, enjoy, enjoy. Các anh cảm giác như nhà vô địch ở rap Việt. Sao mới là bán kết của rap Việt? Thân là flow lại vác miếng lên sẽ có vật tác nghiệp. Chuyển năng lượng như cáp điện từ thành phố đến các quận thợ. Anh giơ tay muốn chụp bình cho anh cả trăm bức. Nói với độ ngộ bằng người ta ăn đứt. Từ thần thái cho tới cái cách cầm mài, anh vẫn cứ lấp ảnh ra kể cả có răng xích. Xem về tập anh đã thể hiện bọn họ cứ nhầm tưởng anh giấu bài. Xin ekip con xe cút kít, mang gạch đá về xây lấu đài. Khán giả ngồi dưới đừng có quên tên tôi, thế nên nụ cười hiện lên trên môi. Nếu không thích tác phẩm test diễn thì cứ enjoy tiểu phẩm dương tấu hài. Chúc quý bạn và các vị ngày hôm nay một tinh thần thoải mái để nghe được một câu hay. Chúc đối thủ của anh gặp thật là nhiều may mắn, tìm ra được cơ hội thắng dù là chẳng có cơ may. Vì thời lần ngắn nên phải nói nhanh, chúc người yêu quý như đêm mới tan. Chúc cô gái chẳng đời giống ai sẽ tan tiền tan bao thoải mái. Lúc con phố ở không phải hoài lên trong trạng thái enjoy mơ mơ được cảnh có những thanh đơn dừng không phải vỡ bỏ nên sẽ phải tái nhá. Vươn lên cao như cánh chim trời, dù phía trước đang chờ ta là bao khó khăn gần xa sẽ nhanh qua thôi mà. Theo chân ta nơi cuối con đường, còn ai sẽ bên cạnh đây? Liệu ai sẽ buông bàn tay quên đi bao tháng ngày? Enjoy, 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 enjoy cái moment này. 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 Lý do âm nhạc anh vang không phải để thua hay thắng. Vang để họ nếm vị ngọt anh tự chiết ra từ đời chua cây đắng. Ai cũng enjoy với thực tại để đêm về gối đầu ngủ mơ say đắm. Chung nhau cái moment này, cao đầu ngước lên và giơ tay nắm. Giơ tay cho anh em ở đầu này, giơ tay cho chị em ở đằng đó. Giơ tay cho những người vẫn sầu đầy vẫn không kêu một lời ngày qua ngày vẫn đang vượt khó. Niềm vui thì mũ 3 nhân 4, nỗi buồn thì bể nổi và chia đôi. Giơ tay để bao trọn từng khoảnh khắc từ Nam Trung lên về Bắc, tất cả đều cùng enjoy. Vươn lên cao như cánh chim trời, dù phía trước đang chờ ta là bao khó khăn gần xa sẽ nhanh qua thôi mà. Theo chân ta nơi cuối con đường, còn ai sẽ bên cạnh đây? Liệu ai sẽ buông bàn tay quên đi bao tháng ngày? Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, 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 enjoy. Ngồi yên trật tự, trật tự. Chuyện này anh đã tính cả rồi, cả rồi. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Mấy ai suy nghĩ được như thế cả đời. Đi con flow là lướt, đã lướt. Nghe một lần là dính cả đời. Ê, vợ bình tĩnh, chuyến này đi lâu tính cả rồi.
mấy chỗ này anh tính cả rồi, mấy chỗ này anh tính cả rồi. Ok ok, mấy chỗ này anh tính cả rồi, mấy chỗ này anh tính cả rồi. Alright alright, tập trung mục tiêu ở đằng trước, đằng trước. Mạnh thú thét vang cả trời, cả trời. Vươn mình bay xa vạn thước vì đi lâu tính cả rồi. Ê, uống thuốc để tránh được bệnh viêm gan, nhưng mà chưa có thuốc dành cho bệnh viêm túi. Ai cũng muốn có cuộc sống giàu sang để sau này không phải chịu cảnh đen tối. Ai chẳng muốn tránh hết những rèn rối, nhưng ngoài kia đều toàn quen thói. Tập trung hết vào câu chuyện làm ăn phàm nhân, lại tin vào câu chuyện xem bói. Anh ở bên trong tổ chức, nhưng mà bên trong tổ chức này chỉ có một thành viên. Nếu mà có nhiều tiền ấy, làm một bước sẽ thành tiền. Từ vịt mà hóa thiên nga, từ tập sự mà hóa chuyên gia. Gia đình, bạn bè và công việc, đi lộ all the way up, tiêu cực all the way down. Get the money right now, get the money right now. Định cứ chờ mẹ hay sao? Bao bước vào game này nhất định, nhất cử, nhất động hoàn hảo. Làm sao cho nhất quán, nhân viên chăm chỉ nhất tháng. Unlimited chất xám, không có tâm ra bàn thì vì vợ con đang tràn lan. Anh cũng muốn về sau này sướng như được làm quan, sắm vay bông gốm ở Tràng An. SH viết ga và chuyển lan sang. Tiêu chí của anh là phải tiết kiệm, cầm bút vẽ ra cảnh như là viết chuyện. Ra sân chưa bao giờ và cần tiếp viện, mặc phun cây giáp vì anh tính cả rồi. Tất cả ngồi im trật tự, chuyện này anh đã tính cả rồi. Khéo ăn tin no, khéo co thì âm mấy ai suy nghĩ được như thế cả đời. Đi con flow là lướt, em một lần là dính cả đời. Vợ bình tĩnh, chuyện này đi lâu tính cả rồi. Mấy chỗ này anh tính cả rồi, mấy chỗ này anh tính cả rồi. Ok ok, mấy chỗ này anh tính cả rồi, mấy chỗ này anh tính cả rồi. Alright alright, tập trung mục tiêu ở đằng trước, đằng trước. Mạnh thú hết vang cả trời, cả trời. Vươn mình bay xa vạn thước vì đi lâu tính cả rồi. Hold on hold on hold on hold on, let me switch the beat real quick. Ayo DJ, bây giờ mình đã bứt phá thật sự ấy. All eyes on me. Yo, always spitting fact. Yeah, I'm killing this track. Phong cách riêng, team be ready phải khác. Chơi con flow thì phải ác, vươn mình quanh ngải khác. Như là chiếc cân giải đáp, khiến đối thủ phải lạc. Anh xuất hiện trên sân khấu, làm không khí xung quanh đến nóng dần. Các homie lướt trên không, đi lâu đang đến như là sóng thần. Split the rock, chia làm hai, hit the top, trông đẹp dài. With the clock, spread the fire. Yeah, I'm killing with that style. If you wanna have it, come and get it. Đầu tiên là tiền đâu, nếu mà không có, đừng làm phiền nhau. Cảm giác mà có chiều sâu thì chẳng phải nói nhiều đâu. 2704 đứng trước anh là no door. With that apple tea, trông anh như là bumblebee. Energy and keep it raw, tất cả còn lại là về cho. Kiếm về thêm nhiều tiền to, bỏ lại hết những phiền lo. Energy and keep it raw, tất cả còn lại là về cho. Kiếm về thêm nhiều tiền to, bỏ lại hết những phiền lo. Mình cũng biết là xong xuôi, không có câu chuyện cắm đuôi. Anh cũng bảo là nhanh thôi để cho sau này sinh sôi. Anh tạo ra những tuyệt tác, không phải lo những chuyện khác. Vẫn ngày đêm ngồi luyện rap, luôn đưa ra những biện pháp. Anh không thể lấy bứt phá, flow lời nghe nó sắt đá. Không có thêm những chắp vá, thay vào đó là anh chỉ khai được thêm những câu chuyện đắt giá. Nó lại dính như bắt cá, tất cả những cái gì mà anh đang có trong tay vì anh tính cả rồi. Wait, hold up, yeah, vì anh tính cả rồi. Làm sáng xanh ở đất Bắc, rap này anh có bất chắc cũng là do anh đã tính cả rồi. Vũ khí tối thượng, chưa có đối tượng vì anh tính cả rồi. Bây giờ mới lấy bứt phá thật sự này, yên tâm đi vì anh tính cả rồi. Mấy chỗ này anh tính cả rồi, mấy chỗ này anh tính cả rồi. Ok, ok. Mấy chỗ này anh tính cả rồi, mấy chỗ này anh tính cả rồi. Alright, alright. Đi con flow là lướt, là lướt. Nghe một lần là dính cả đời, cả đời. Vợ bình tĩnh, chuyện này đi lâu tính cả rồi. Đâu ai nghĩ là đến giờ này Juno vẫn on stage. Ăn những cú tap vẫn yêu rap trong cơn say. Sao đâu man, anh em mình rap chưa đâu có trình bày. Biến tất cả bọn họ trở thành khán giả trên hành trình này. Anh em mà, cuộc sống tốt hơn họ bảo mình sống khác. Không có ai tắm hai lần trên dòng sông hết mấy thằng nhóc ác. Anh em mà, ai cũng đến bên đều cảm thấy được lợi. May là chúng ta vượt trội. Yo bro, anh em đã được rồi. Anh em tôi đâu hết rồi Hà Nội ơi. Anh em tôi đâu hết rồi Sài Gòn ơi. Vì hơi cổ Rai tôi chúc mừng bạn thành công con được bà đá cho. Bạn nói gì cơ, tôi nghe không rõ, tiền đang to quá hơi ồn. Chắc có mình tôi thấy thằng này từng tay trắng vào bụng đói. Nó ngồi lên mai không nổ, cứ tưởng chết đuối vẫn không ai đụng tới. Tôi biết không phải bạn kinh, tôi chỉ là bạn khéo ăn những vụ nói. Vậy giờ ăn mừng đi thôi, anh em tôi đâu hết rồi. Ôi rồi, đừng chiếu đèn vào tôi sợ bạn tròi cái mắt. Anh em như bạn gái, dạo này cứ nhắn tin tôi tới với tấp. Ngày mà tôi còn nghèo, anh em bảo nghèo thì rap nó mới chất. Giờ anh em vay tiền tôi mà nói không có sẽ là nói dối. Mắt từ bottom leo thẳng lên trên top như...
Ngày xưa bạn thăng hay là đồng tiền này làm tôi bị mất trí. Bây giờ tôi ổn rồi, bạn có ổn không bro? What you want from me? Bạn nói xin đi, tôi cho bạn tất cả. Ai chỉ tell me are you good homie? Sau bao năm nay are you good homie? Cuộc sống buồn bã này are you good homie? Yeah yeah you know right baby, yeah you know right. Get get hàng ngày vẫn đấu tranh với những nỗi lo, xếp những khó khăn cất vào cõi kho. Dần dần hình thành những câu hỏi to, nhưng phải phấn đấu vì my fam, vẫn phải phấn đấu vì bụng no. Tôi sẽ còn ra tới Long Biên, nghe điều hòa điều lý giao duyên. Từng vì tiền để sướng như tiên, cái mà có tiền là sướng hơn tiền. Họ ơi, họ cho hết một phiền của đời ta. Họ ơi, chắc có mình tôi thấy này. Có lúc sóng gió, lúc câu có, lúc nhăn nhó, lúc trong khó khăn vẫn không lo lắng. Luôn tươi tắn ăn trái đắng, nhưng vẫn sống hàng sống hàng. Cuộc sống đổi mới tùy chơi với, nhưng chơi tới không hề đông băng, đông băng. Anh em ơi, anh em ơi, anh em ơi, anh em ơi. Ta nói tâm giác là vẫn cứ ống mặt bro. Khi thế giới khoác lác ta vẫn khúc khác là vẫn cứ ống mặt bro. Đang chìm trong khai là tim đang âm nhạc là vẫn cứ ống mặt bro. I'm freaking know it's hard to show, just let it go. Tell me, tell me, are you good, homie? Sau bao năm nay are you good, homie? Cuộc sống buồn bã này are you good, homie? Yeah, yeah you know right baby, yeah you know right. Thank you.
em là ai, lo thật lắm xem anh đang muốn gì, không anh là ai. Em à, anh muốn em hãy quên hết nỗi buồn hôm đó, quên cái cách em đã từng ôm nó. Em cứ đến bên anh ta thức chuyện cho đừng đắn đo. Nghe người ta kể em được chiêu lắm, sao em thành nói không bỏ thì buồn. Nghe người ta nói thương em nhiều lắm, mà lúc em bệnh không biết gì luôn. Anh ta lúc ban đầu có vậy đâu, có bao giờ nói vậy đâu. Uống say rồi tới quậy, em đâu muốn yêu người như vậy đâu. Đứng dưới đèn đỏ anh dám la to, có yêu em không nó cũng chả rõ. Nếu em là vì tranh công calo thì anh dám thề như luôn cả vỏ. Anh nhớ lần trước mà em gọi anh, em cũng dữ lắm mới từng quen nó. Hắn ta xem em là một tội danh, anh yêu tất cả những gì em có. Nói những tin nhắn nỉ mà em không thèm xem, có khi nên hoan hỉ. Nhưng mà lần thứ mấy rồi em, anh ta phớt lờ em, anh không phớt lờ em, anh ta phớt lờ em để anh lắm vậy em. Vậy thì giờ này đã có ai đó bên cạnh em, anh có biết những nỗi đau em còn chưa thể quên. Em tìm điều gì khi mà đêm xuống, thế em là ai, mặc kệ và làm những gì mình muốn đi. Không anh là ai, phải xa dòng lại kia vẫn rơi khi em bên người mới. Nó có câu điều giống khi anh tìm em khắp nơi. Em cần điều gì khi mà đêm xuống, bên em là ai, một lần thật lòng xem mình đang muốn gì. Không anh là ai, ai, ai. Cảm ơn vì những ngày tuổi trẻ đã ngồi cùng nhau dưới nắng trong vắt. Ta mặc kệ cuộc sống áp đặt đè nặng lên vai như những song sắt. Em mãi là một cô gái đẹp nhưng tiếc đường tình anh lái không chắc. Nên đối với những gã theo đuổi em, anh luôn là một cái gai trong mắt. Họ lớn tức khu găm cầu, muốn đi ra toàn cầu. Thằng đàn ông anh nuôi chí lớn, tập ghét tình yêu và đi làm sâu. Sau này còn lo cho ba má, tương lai của em nhỏ. Mua một thỏi son để anh tô lên môi, và chẳng ai cho em chút vị ngọt hay sao bờ môi em khô rang. Sống ở đất Sài Gòn nên ta thường hay phải lo toan. Em nhìn người ta vẽ hoa vẽ lá, cái tí màu mè tưởng chừng mùa xuân. Còn anh cho em căn nhà vững chắc, nhưng em nghĩ đó là chạm dừng chân. Thời gian có thể chữa làm vết thương như em từng nói, nhưng để lại sâu trong tim anh vết sẹo lòi. Anh chúc em hạnh phúc, nhưng hai ngày sau em hạnh phúc thật rồi. Cái kết này thật tồi, người ta vừa quăng cần câu mà em đã đớp được mồi. Vậy thì giờ này đã có ai đó bên cạnh em, anh có biết những nỗi đau em còn chưa thể quên. Em tìm điều gì khi mà đêm xuống, bên em là ai, mặc kệ và làm những gì mình muốn đi. Không anh là ai, phải xa dòng lại kia vẫn ra khi em bên người mới. Anh có câu điều giống khi anh tìm em khắp nơi. Em cần điều gì khi mà đêm xuống, bên em là ai, một lần thật lòng xem mình đang muốn gì. Không anh là ai, ai, ai. Những giọng nói trong đầu in ỏi, xin hãy buông tha cho cuộc tình này đã qua chơi để nói lời xin lỗi. Hãy giữ lại hết cho một mình mây. Qua tình yêu là bức tranh mà anh là người đã vẽ từng khung sau tấm gương này. Từng là người bạn trước khi ta có cùng một kẻ thù chung. Vậy với mày cô ấy là kẻ thù, không phải với mày cô ấy là nỗi đau, không vì mày cô ấy là tất cả. Những cách mày đáp trả là hơn thua mỗi câu. Dập dập thứ không phải thuộc về mình, đó chỉ khiến cho ta trở thành một kẻ tầm thường. Và cái giá đã đổi thì ta phải trả, không phải là tiền mà là một tuổi trẻ làm đương. Thích là tớ chứ không né né né. Anh làm chơi sắp khu đưa đi né né né. Drama thì phi cũng phải né né né. Mấy cái người mà bà hoắc coi cả né né né. Thích là tớ chứ không né né né. Anh làm chơi sắp khu đưa đi né né né. Drama thì phi cũng phải né né né. Mấy cái người mà bà hoắc coi cả né né né. So né 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 so né 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 né. Đưa cái người qua trái rồi đưa cái người qua phải. Nghe cái tình đang nhảy nhưng thật ra là ta chỉ muốn thoải mái, nhưng mà người là khoái. Thích cái chuyện để nói và tạo drama. Đến với nhau thì mình trao đi tốt đẹp, còn mà không tới đâu thì ok mình chốt kẹp. Đời bao lâu mắc chuyện tiêu với push. Tụi nó nắm mà mình điên, tự nhiên vậy cho mệt. Uống champagne ngủ blend chuyện cơ đồ. Nó tương lai mà thấy đen là do mình mơ hồ. Trap girl say do you wanna cơ đồ. Mà cái chế độ né lên ta say no no. Thích là tới chứ cũng né né né. Anh em chơi sắp khu đưa đi né né né. Drama thì phi còn phải né né né. Mấy cái người mà bà hoắc có tên né né né. Thích là tớ chứ cũng né né né. Anh em chơi sắp khu đưa đi né né né. Drama thì phi còn phải né né né. Mấy cái người mà bà hoắc có tên né né né. So né 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 so né 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 né. Okay, stand up. Ha, calling on my name like
run up in the club, shy shy, and push them all the lover hands up, alright. Ay, baby, 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 nhìn thật vào đôi mắt anh đây. Anh là người biết đủ nên không thèm chịu chán chê. Đừng có nói anh tại khi mà em biết tới anh Trê. Anh là tờ giấy trắng mấy em thi nhau tranh xe. Bài để anh chơi lên tâm mơ thì anh né. Bộ để anh khoe còn muốn làm của anh té. Đơn giản họ không thích anh vì anh hit from nowhere. Anh là người chơi mà hệ muốn rơi đến tay che. Everybody talk là cái thứ anh hay nghe. Thích ít thì mình nhích ít còn không thích anh quay xe. Skull, skull, skull. Là tớ chứ cũng nè nè nè. Anh em chỉ sắp khu đưa đến nè nè nè. Drama thì phi còn phải nè nè nè. Mấy cái người mà ba hot có tên nè nè nè. So nè 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 nè. So nè 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 nè. Xong chết coi nhau. Tao không quan tâm như cuộc trên này ra sao. Thì ba của ổng là anh hai ba tao. Yeah, nè mấy con sói buồn cuộc ra từ trong đấy. Nè mấy người nói cho sân mong chứ không thấy. Nè luôn mấy người thích thể hiện là ta đây. Yêu 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 làm yêu thì nói được có mà nhây nhây. Rider, yeah, yeah. Lại là DJ House, mama money team. Họ gọi anh là cậu ấm dầm bơi trong đình đa tài. Gặp phải con em chance, phone in your ride. Đồng hồ như tắc nghẽn, không gian như bị ngưng lại. Bàn tay em chạm im, và giờ anh lặng im. Thật sự anh vẫn tin, đủ đình mệnh anh sẽ đến. Mặc như ice cream, chuyện mình như là phim. Và chắc chắn anh không muốn chuyện tình này phải kết thúc. Sẽ tình vào rồi bỏ đau ghi hình cho đi trước mắt không thể bỏ lỡ. Em thật sáng hết nơi đây không cần phải 24k. Yeah, yeah, alright. Baby chuẩn bị gì vào tối nay. Oh baby girl, ha. 1, 2, 3. Lời gần dâm lòng anh cũng mát. Yeah, yeah, yeah. Anh là cậu ông của em là chết. Yeah, yeah, yeah. Có anh không phải sợ bất cứ nhà nào hết. Baby cứ tỏ sao này cứ phải tạo. Vì lời cần dâm lòng anh cũng bên. Yeah, yeah, yeah. Oh, yo. Kia có phải là cậu chén không ấy nhờ? Đúng rồi anh ơi. Wow. Làm tiền Innova đi anh ơi. Anh chơi rap, còn em là diva. Anh muốn nghe em hát, còn anh nghe guitar. Anh là Picasso, em Mona Lisa. Anh like trap, thi thoại cabina. Chỉ cái tay mình nạp cho biến thật tìm mana. Lên phố mua cho em cái Daisy Aga. Như thầy anh không thích có tích và drama. Anh chỉ có một hoa là em ở đó thì ba hoa. Có ông phù chén tới chén đường xa ra. Mà em chớp chớp chắc cái phong khi anh xa ra. Em như con beat rap để anh flow qua. Em là lời quý giá trong từng câu ca. Tính anh vốn thẳng thẳng không thích thấp ca. Vậy em tính sao nhờ chuyện về đôi ta. Như anh tiên muốn được làm easy baba. Anh nghĩ mình over hot nên về thưa ca mama. Lời đừng dâm lòng anh cũng bên. Yeah, yeah, yeah. Cha, cha. Anh là cậu ông gặp em là chén. Yeah, yeah. Có anh không phải sợ bất cứ nhà nào hết. Baby cứ tỏ sao anh cứ phải tạo nét. Vì tôi cần sống lòng anh cũng bên. Yeah, yeah, yeah. Ride what you got. Cô ấm năng điều cùng cô che lắm chiều. Phải mất bao nhiêu mà pay all the bill. Baby I treat you right. Em chào anh con tim anh trả lại một cuộc đời. Em là thiên đường nơi mà anh luôn muốn tới. Không ai ngoài anh được xứng đáng hơn đâu. Vì anh là người duy nhất ở lại khi em thức say hôm sau. You lost and found me, baby. Lời cần dâm lòng anh không bên. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I, I, yeah, yeah, yeah. Có anh không phải sợ bất cứ nhà nào. So the eyes, so the eyes. Baby, cứ tỏ sao này cứ phải tạo. Yeah, bro. The money team, baby. I'm not your baby. I'm like your for a dance. I might be holding your hand. That is all I can stand.
Điểm khi bị mà cu chất chơi, năng lượng anh luôn kiểm soát. Ok, mấy đứa bạn lại nhìn anh rất chơi, nhưng anh chơi theo kiểu khác. Trong gian này hiểm ác, phần của anh luôn chuyển phát, cậu chuyển lại sang điểm khác. Lên sân chơi này để rap là chuyện kia đã bể nát, nhưng mà anh không thể. Luôn luôn tự tin, nhiệt độ luôn phát ra mà không cần dùng pin. Anh chất như là phim Hollywood, mấy lời xem pha anh cho đi nốt. Mắt anh lạnh băng vì cái lollipop, ngẫu hứng có một giây before we drop. Đi ra sân và go lead, bắt đầu sau và go hit. Anh đang đi vào sâu tít, everybody go. Khi có tay lấp lánh bao giờ biết xin lỗi khi không có lỗi, nhưng mày mới sẵn
không cần biết phải ra ngoài đường về làm gì rồi nghe về cả zip mình chỉ mày nổi mắt mày quay về nhà khi chân mày mỏi đấy là lúc mày phải trả lời câu hỏi buzzer label sao mà chưa lấy vợ con chẳng gì nữa mà chưa lấy vợ con ơi là con bao giờ lấy vợ bao giờ lấy vợ sao mà chưa lấy vợ việc của mày năm nay là lấy vợ con ơi là con bao giờ lấy vợ Cảm ơn Wukong và ca sĩ Anh Tú.